Hình ảnh của kỷ niệm được lưu giữ trong tâm trí, nhưng cảm giác của nó thì nằm lại ở đôi bàn tay. Đối với nhân vật chính Now I Fell trong I Lost My Body, bàn tay chứa mọi ký ức tốt đẹp nhất của tuổi thơ, hiện tại và cả ước mơ tương lai. Đó là cái khô gian của một vốc cát bên bờ biển, cảm giác đau khi thử chạm vào những đóa hồng gai, hay lướt trên phím đàn với mong muốn trở thành một nhạc công thực thụ. Vậy mà từ đâu bỗng xuất hiện một con ruồi phá đám, nó cứ lởn vởn xung quanh bàn tay và gia đình của Now I Fell, gieo rắc những nỗi đau tột cùng. Tức mình, bàn tay cố bắt lấy con ruồi, tóm cho bằng được nguồn cơn của sự đen đủi. Nhưng rồi, chính bàn tay lại để mình vướng vào một lưỡi cưa, bị cắt lìa khỏi cơ thể với vũng máu loang lổ. Rất thú vị phải không? Đó chính là cảnh mở đầu trong bộ phim chúng ta sẽ nói tới ngày hôm nay, câu chuyện của bàn tay và con ruồi. Chào mừng mọi người đã đến với Phê Phim, và đây là phân tích I Lost My Body, một bộ phim về đau thương, mất mát, số phận và cả cách ta chấp nhận những điều vượt khỏi tầm tay mình. Mặc dù để thua trước Toy Story phần 4 tại Oscar năm 2022, thì không thể phủ nhận I Lost My Body của đạo diễn Jeremy Clapin là một trong những phim hoạt hình xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Được kể bằng hai tuyến truyện song song, phim mô tả cuộc sống đầy thăng trầm của chàng trai tên Now I Fell cho đến lúc bàn tay của cậu bị cưa đứt trong một tai nạn. Cùng với đó là hành trình siêu thực của chính bàn tay đứt lìa kia để tìm về với chủ cũ. Tuy nhiên, hãy tạm gác lại bàn tay sang một bên, chúng ta sẽ nói trước về con ruồi, vì đây là yếu tố tác động đến gần như mọi diễn biến của câu chuyện cũng như nhân vật Now I Fell. Xuất hiện xuyên suốt phim, hình ảnh con ruồi có thể nói khiến trải nghiệm hơn 1 tiếng 20 phút gói gọn lại bằng hai từ mất mát và số phận, hoặc đơn giản hơn, số phận sắp đặt ta phải chịu mất mát. Đúng vậy, định mệnh hay con ruồi đóng một vai trò rất quan trọng trong I Lost My Body. Dù rằng nhiều người không tin vào số mệnh hay tự động viên bản thân, hãy tự mình nắm lấy tương lai, làm chủ cuộc đời, nhưng trong I Lost My Body, chẳng nhân vật nào bắt được con ruồi. Như việc Now I Fell cũng chẳng thể biết tai họa sẽ một ngày từ trên trời rơi xuống. Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cậu bé Now I Fell tò mò, hiếu kỳ với cuộc sống xung quanh. Ba mẹ cậu hiện lên với vẻ hiền dịu và những tiếng cười. Tiếng cello của mẹ khiến cậu mê mẩn âm nhạc, có những lần ngồi cùng cha vun đắp ước mơ trở thành phi hành gia. Ấy vậy mà chỉ một giây lơ đãng của người cha, một phút nghịch ngợm của Now I Fell, một con dê qua đường trong đêm tối, ba điều ngẫu nhiên đó đã biến tất cả thành cơn ác mộng. Chiếc xe mất lái, lật ngửa lên cùng những mảnh kính vương vãi. Hai mạng người bỏ lại vào ngày hôm đó, và chỉ có cậu bé Now I Fell bơ vơ ra đám tang, để rồi sau đó được nhận nuôi vào một gia đình khác chẳng mấy êm ấm. Ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho người cha bất cẩn khi lái xe, đổ lỗi cho Now I Fell vì đã thò đầu qua cửa kính. Cá nhân mình lúc đầu đã nghiêng về giả thuyết con ruồi giống như là hệ quả của những sai lầm của nhân vật. Nhưng nếu gọi đó là nhân quả thì mọi thứ cũng quá đỗi bất công và nghiệt ngã. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, và đâu phải mọi ông bố lơ đãng khi lái xe đều bỏ mạng. Vì vậy, mình đã hiểu con ruồi như những điểm gở đầu tiên vào năm ngoài tầm với. Trong phân cảnh lúc nhỏ, Now I Fell đã than phiền với bố rằng đôi mắt to của con ruồi có thể nhìn rõ mọi thứ. Vì vậy, nó luôn né được bàn tay ta. Đúng vậy, những tai họa ngẫu nhiên nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Ta chẳng biết bao giờ nó đến. Nó có thể rơi xuống, phá hủy mọi thứ. Ta cũng thấy con ruồi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó bám vào tay Now I Fell trong giấc ngủ, trong đám tang, trong những ký ức tươi đẹp nhất, và thậm chí bám vào cả con dê đã sang đường làm chiếc xe tai nạn. Không ai biết tại sao nó cứ vẩn quanh Now I Fell và gia đình, cũng chẳng biết nó từ đâu đến. Như một con ma ám lấy cuộc đời chàng trai trẻ, sự xuất hiện của con ruồi như một lời nhắc nhở rằng Now I Fell sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi được số phận của mình. Đã có bao giờ một bi kịch như vậy ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, thay đổi tất cả tương lai về sau? Nếu có, nhân vật Now I Fell hẳn ít nhiều sẽ khiến bạn phải đồng cảm. Từ một cậu bé với bao khát vọng, cuộc đời Now I Fell đâm thẳng xuống vực sâu. Cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi và hiển nhiên tiêu tan luôn những ước mơ thời thơ ấu. Cậu phải sống bằng công việc giao pizza tạm bợ, bị ông chủ chửi mắng thậm tệ. Để tránh những lời của trách vì giao bánh không đúng giờ, cậu lại phóng bạt mạng ngoài đường, để rồi kết cục còn bi thảm hơn. Đụng xe, hỏng luôn cả cái bánh đặt khách và vẫn đến muộn. Cuộc sống của Now I Fell như kết thúc từ cái ngày tai nạn đó. Cậu cứ cố bắt lấy con ruồi, nhưng cay đắng thay nó vẫn chui qua được những kẽ ngón tay. Có thể nói qua I Lost My Body mới thấy thấm thía cái gọi là họa vô đơn chí. Nó quá ngẫu nhiên, quá tàn nhẫn và cũng quá lạnh lẽo. Thực sự phải dành lời khen cho đạo diễn Jeremy Clapin cùng sự mô phỏng cực kỳ sáng tạo này. Định mệnh quả nhiên rất hợp với hình ảnh một con ruồi khó bắt. Vậy, với việc tạo ra một thế lực gần như không thể chống lại, bộ phim đang muốn nhắn nhủ điều gì? Hay tất cả chỉ là sự bất lực đến vô vọng? Như đã biết, I Lost My Body có một tuyến truyện riêng về bàn tay. Bỏ trốn từ ngăn đá tủ lạnh của bệnh viện,
Bàn tay này sau đó trải qua biết bao gian nan để tìm về bên Naofell, từ đánh nhau với những con chuột tại ga tàu ngầm, suýt bị xe rác nghiền nát, hay bám vào một chiếc ô và bay qua những hàng xe nườm nượp dưới cao tốc. Bàn tay như một vật thể sống có lý trí, cùng một quyết tâm mãnh liệt được hàn gắn. Dễ thấy, đây như đại diện cho mong muốn của chính Naofell vá lại những vết thương mất mát. Bàn tay của cậu chứa mọi thứ tốt đẹp và mong muốn của nó cũng như ước mơ của cậu trai trẻ về một ngày nào đó sẽ được chữa lành. Tiêu đề của bộ phim cũng không phải là tôi đã mất cánh tay, mà là tôi đã mất cơ thể mình. Có lẽ sau những bi kịch kia, Naofell đã như cái xác không hồn. Cơ thể cậu đã chẳng còn gì ngoài một quá khứ bi đát và một tương lai mờ mịt. Chỉ còn lại bàn tay, nơi chứa những niềm vui ít ỏi của ngày cũ, là cơ hội duy nhất để hạnh phúc trở lại. Tuy nhiên, cú twist ở cuối phim lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Trải qua bao gian truân, bàn tay cuối cùng lại nhận ra mình không thể gắn lại vào Naofell. Giữa họ mãi mãi tồn tại một vết đứt. Đúng là bàn tay mang theo những ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời, nhưng chính nó cũng gợi lại vụ tai nạn thương tâm. Ngoài bàn tay, có hai vật cũng đại diện cho quá khứ của Naofell. Đầu tiên chính là chiếc đồng hồ vàng của bố cậu, và thứ hai là đoạn ghi âm. Naofell có sở thích ghi lại những âm thanh xung quanh mình. Những cuộn băng đó cũng chứa sự hoài niệm, nhưng lại vô tình ghi âm cả tiếng của vụ lật xe. Tương tự với chiếc đồng hồ, nếu mắt xích trên dây đeo không vướng vào lưỡi cưa, thì có lẽ Naofell vẫn có thể rút tay ra và chỉ bị thương nhẹ. Bản thân việc Naofell đứt tay cũng đến từ sự cố bất chấp bắt được con ruồi. Cậu cố sửa chữa quá khứ, vùng vẫy chống lại định mệnh nghiệt ngã, để rồi kết cục như ta đã thấy, mất đi một phần cơ thể. Càng cố mang quá khứ trở lại, Naofell càng mất nhiều hơn. Từ đây, I Lost My Body là những tiếng thở dài của sự chấp nhận. Khán giả ai hẳn cũng đều ủng hộ hành trình của bàn tay, nhưng rồi cũng phải chấp nhận rằng chẳng có nỗi đau nào cứ muốn là có thể chữa lành. Và đôi khi, cố gắng sửa chữa còn đẩy mọi việc đi xa hơn. Naofell đã mãi mãi mất đi bàn tay, mất đi mẹ, cha và cả những giấc mơ dang dở. Bàn tay đã hiểu điều đó. Nó từ bỏ ý định nối liền vô vọng, lết đi trong cái trắng xóa của một buổi sáng ảm đạm. Tuy nhiên, bàn tay rời đi cũng đồng nghĩa với việc Naofell đã bỏ lại được quá khứ ở sau lưng. Trong phim, Naofell cảm nắng một cô gái có tên là Gabrielle. Cậu coi tình yêu với cô như một sợi dây để bám lấy, lẩn tránh những nỗi đau quá khứ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đó cũng chẳng phải là cách. Gabrielle chẳng những không cảm động trước tấm lòng của Naofell, mà còn nổi giận vì anh đã lợi dụng người bác của cô với mục đích tiếp cận. Bị từ chối tình cảm, tay cũng đã mất. Sáng hôm sau, không ai thấy Naofell đâu, và khán giả gần như đều thầm nhủ rằng cậu đã nhảy xuống khỏi tầng thượng. Gabrielle cũng đã tưởng vậy. Cô thấy cậu trả lại cuốn sách đã mượn, với chiếc máy ghi âm kỷ niệm trên nền tuyết và mất dạng. Nhưng không, cậu có nhảy, nhưng là nhảy qua chiếc cần cầu đối diện tòa nhà. Lật lại cuộc nói chuyện trước đó, ta thấy Naofell đã nói thế này về định mệnh. On croit qu'on peut, mais non, c'est qu'une illusion. À moins de faire un truc complètement imprévisible et irrationnel. Ta không thể thay đổi số phận trừ khi ta làm điều đó hoàn toàn phi lý. Ở đầu phim, ta thấy người bố chỉ cho Naofell rằng hãy bắt con ruồi bằng cách đoán đường bay của nó, nhưng dường như điều này là không thể. Naofell đã thôi cố bắt con ruồi, mà đúng hơn, cậu đã đánh lừa nó bằng một hành động hoàn toàn vô nghĩa. Nhảy sang một chiếc cần cầu, chẳng có mục đích, chẳng chuẩn bị, mà lại vô cùng nguy hiểm. Một hành động cực kỳ ngu ngốc, không tính toán, nhưng trong một giây phút, dù chỉ là một phút ít ỏi, Naofell đã hoàn toàn được tự do. Sau sự chấp nhận là buông bỏ. Với Naofell, cậu đã hiểu rằng để sống tiếp, cậu phải bỏ lại điều gì đó sau lưng. Không phải câu chuyện về hàn gắn lại bàn tay, tìm kiếm tình yêu để lấp nỗi đau hay cố kiểm soát định mệnh. I Lost My Body là câu chuyện về sự chấp nhận và bước tiếp. Naofell bỏ lại quyển sách mà cô gái cậu thích tặng, bỏ lại bàn tay chứa những tháng ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời, bỏ lại băng ghi âm về gia đình hạnh phúc để từ đó mặc kệ luôn cả con ruồi. Tự do khỏi định mệnh hóa ra không phải là bắt được sinh vật đáng ghét đó, mà là thôi bận tâm đến nó. Naofell chấp nhận bi kịch đã xảy ra chẳng thể thay đổi và bước tiếp với cánh tay mãi mãi khiếm khuyết. Trong buổi sáng tuyết phủ hôm đó, không ai thấy Naofell vì cậu đã đi tiếp hành trình của mình. Cậu đã ở một nơi mà con ruồi không thể tìm thấy. Nó không thể làm phiền Naofell, và chàng trai trẻ có lẽ đã thực sự tìm được con đường làm lại. Có một chi tiết nữa càng củng cố cho luận điểm này. Trong cuộn băng để lại trên mái nhà, Naofell đã ghi đè tiếng tai nạn bằng những bước chân của mình nhảy qua cần cầu. Cậu đã thu lại cuộn băng bi kịch đó bằng những âm thanh mới, hy vọng hơn, cũng như để lại một lời nhắn cho Gabrielle rằng mình vẫn ổn. Còn phần của bàn tay, dù xót thương cho hành trình chẳng thành, nhưng có lẽ lời tạm biệt quá khứ vốn chẳng bao giờ là dễ dàng. Một tác phẩm thực sự xuất sắc. Đạo diễn Jeremy Clapin đã biến những điều to tát bỗng trở nên thật sinh động.
Cuộc đời của Naofeo có thể thấy trong bất kỳ ai, và dù rằng con ruồi hay định mệnh quái ác là thứ ta mãi chẳng thể nắm trong lòng bàn tay, thì ít nhất ta luôn có thể chọn cách mình đối mặt với chúng. Các bạn thấy sao về câu chuyện của bàn tay và con ruồi? Hãy đừng chần chừ thưởng thức tác phẩm này, vì đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng suy ngẫm, không thể nào quên. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.